hoa thứ này 2 phút trước khi ngủ, lông mi và lông mày sẽ mọc dài, dày và cong vút như búp bê. Nếu như bạn đang chán nản vì hàng lông mày thưa thớt mờ nhạt và cặp lông mi ngắn ngủn của mình, thì video này chính là giải pháp tuyệt vời mà bạn đang cần tìm. Hôm nay kênh Phái Đẹp sẽ hướng dẫn các bạn cách làm dài lông mi và lông mày cực hiệu quả ngay tại nhà. Các bạn cùng tham khảo nhé! Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị như sau. Trước tiên là bạn cần chuẩn bị một lá nha đam. Cũng giống như ở các cái video hướng dẫn sử dụng nha đam trước, khi các bạn chọn lá nha đam, bạn nên chọn lá bánh tẻ, tức là không quá non và cũng không quá già. Nguyên liệu thứ hai là một ít dầu ô liu. Bạn nên chọn loại dầu dùng làm bột ăn dặm cho trẻ nhỏ. Loại này là tốt nhất. Và nguyên liệu thứ ba là 2 viên nang vitamin E. Đây chính là 3 nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để các bạn thực hiện như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ sơ chế nha đam. Bạn hãy dùng dao gọt bỏ phần vỏ bên ngoài của lá nha đam đi. Các bạn có thể quan sát thấy thao tác mình thực hiện. Mình đã lột bỏ được một bên vỏ của nha đam. Khi lột bỏ được một bên rồi thì lúc này chúng ta sẽ dùng một chiếc cùi thìa và chúng ta sẽ dễ dàng lấy được cái phần thịt ở bên trong của lá nha đam còn lại. Các bạn có thể quan sát thấy là mình lấy phần thịt nha đam rất dễ dàng đúng không? Khi mà chúng ta lấy thì sẽ có một ít những cái phần lá nha đam xanh còn vướng lại. Bạn lưu ý là chúng ta phải làm sạch cái phần xanh còn sót lại này đi. Đây chính là phần thịt nha đam mà chúng ta cần. Với phần thịt nha đam này chúng ta chưa sử dụng luôn đâu nhé. Lúc này bạn hãy chuẩn bị cho mình một bát nước sạch và bạn cho một ít muối trắng vào. Bạn hãy rửa sạch cái phần thịt nha đam chúng ta vừa mới lấy được trong bát nước muối này. Mục đích của chúng ta là làm sạch cái phần nhựa của nha đam. Cái phần nhựa này rất là dễ gây kích ứng. Và với phần thịt nha đam mà chúng ta vừa mới rửa sạch thì các bạn hãy cắt thành các cái miếng nhỏ. Phần thịt của nha đam chủ yếu được cấu tạo từ nước nên khi chúng ta dùng dao băm thì nha đam sẽ nát ra rất là nhanh. Ở đây mình chỉ băm qua một chút, sau đó mình sẽ dùng cái phần thìa và mình dằm. Các bạn thấy đấy, khi mình dùng thìa để mình dằm thì thịt nha đam cũng nát ra rất nhanh. Đấy, hầu như là nát ra thành nước hết rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần thịt nha đam đã được dằm nhuyễn này vào một chiếc bát con. Các bạn thấy không? Thịt nha đam chúng ta bây giờ đã trở thành nước, được mình dằm nhuyễn rồi. Đây chính là cái phần thịt nha đam, phần nước nha đam mà chúng ta cần. Như vậy là việc chế biến nha đam cũng rất nhanh và rất dễ phải không các bạn? Tiếp theo bây giờ là bạn hãy cắt và chích lấy dịch của 2 viên nang vitamin E cho vào cái bát đựng nha đam của chúng ta.
Cuối cùng thì bạn hãy cho khoảng 2 thìa dầu ô liu vào bát nha Nam. Lúc này thì bạn hãy đánh thật là đều tay để cho nha đam, dầu ô liu và vitamin E hòa quyện thành một. Với cái bát hỗn hợp này thì bạn cần đánh lâu hơn và đánh đều tay hơn một chút so với các loại hỗn hợp khác. Như thế thì dầu ô liu mới có thể hòa quyện vào với nha đam và vitamin E được. Đây các bạn thấy không, hỗn hợp cuối cùng mà chúng ta cần. Các bạn có thể quan sát thấy là dầu ô liu, nha đam và vitamin E đã hòa quyện lại với nhau. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần đấy. Đến đây là xong rồi. Với hỗn hợp mà chúng ta vừa làm xong thì bạn hãy bỏ vào lọ thủy tinh nhỏ, rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để chúng ta dùng dần nhé. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy vệ sinh sạch sẽ phần lông mi và lông mày của mình. Sau đó bạn dùng một chiếc bông tăm hoặc là một chiếc mascara cũ chấm vào hỗn hợp của chúng ta và nhẹ nhàng chải đều lên khắp lông mi và lông mày. Bạn nhớ chải đều từ phần chân mi, chân mày lên đến phần ngọn nhé. Và mình lưu ý các bạn một chút là khi mà chúng ta thoa lên phần lông mi thì bạn tránh để cho hỗn hợp dính vào mắt vì nó rất dễ gây kích ứng mắt. Bạn để hỗn hợp qua đêm, sáng hôm sau bạn rửa lại với nước sạch là xong. Nếu như bạn kiên trì thực hiện đều đặn mỗi tối theo phương pháp này thì bạn sẽ nhanh chóng sở hữu cặp lông mi dài, cong vút như búp bê và hàng lông mày dày rậm như điêu khắc vậy. Bạn hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem, hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.